Thật tình tôi không biết phải từ chối anh như thế nào. Về mặt nguyên tắc làm việc, tôi không thể nào làm lộ bí mật thân chủ của tôi. Anh hãy xem phong bì này bao nhiêu rồi hãy nói. Thật ra thì cái chuyện này cũng chẳng có gì ghê gớm lắm đâu. Tôi chỉ muốn biết thông tin. Còn những chuyện khác thì tôi có thể lo được. Anh cũng chẳng mất mát gì, đúng không? Anh cứ tạm tạm phong bì đó đi, rồi trả lời tôi sau cũng được. Còn bây giờ mà anh, nhưng tôi không hiểu gì sao giờ cứ thắc mắc hoài, anh lại muốn hạ bệ hoàng, trong khi đó ổng đang làm lợi cho ba anh. cái đó là kế hoạch của tôi, anh không cần phải biết. Còn ba tôi à, hễ ai làm lợi cho ổng thì ổng thêm người đó thôi. Thì ra là vậy, nhưng vừa rồi tôi vẫn thấy anh đang giúp cho ông Hoàng, trong khi đó anh chưa xem xong bản báo cáo tài chính của công ty Hoàng Lan. Anh đừng nhắc tới chuyện đó, đó là chuyện của con Xuân, tại vì nó trẻ người non dạ cho nên mới bị ông Hoàng dụ thôi. Còn tôi hả, nếu như không có chuyện đó thì sẽ không có buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Thì ra là do cô Xuân. Mà nè, hình như cô Xuân thích ông Hoàng thì phải. Không hẳn gì đâu, ở bên Mỹ đó, nó nhiều bồ lắm. Xuân học gì bên đó mà về đây làm vậy? Anh hỏi làm gì? Không không, không có gì. Tôi chỉ thắc mắc một chút thôi. Anh thích con Xuân đúng không? Tôi sẽ giới thiệu nó cho anh. Con nhỏ này nó không dễ lắm. Thấy đẹp trai và thành đạt, nó ok liền. Chỉ cần anh giúp cho ba tôi và tôi phát triển sự nghiệp thì ok, chuyện gì cũng được. Còn về việc của ông Hoàng, đó chính là sự ngộ nhận mà tôi. Chẳng lẽ anh không thể hạ gục được một lão già như ông Hoàng sao? Anh kia, đi đứng gì kỳ cục vậy? Em, cho chị hỏi là có anh nào tin Trung nhậu đây không em? Nãy giờ có một anh nào nhậu lên một mình nhưng ảnh vừa mới lên rồi, còn cho chị không biết. Cảm ơn em. Đúng là đồ xỏ lá mà. Bác đâu anh Tài? Sao anh không chịu khó năn nỉ bác? Năn nỉ một chút biết đâu bác đổi ý sao? Trời ơi, tại cô không có dưới cô không biết. Tôi năn nỉ hết lời luôn, bác dứt khoát không lên là không lên hả? Bây giờ làm sao đây? Ông chủ thế nào cũng la cho coi à. Trời ơi. Đó. Ủa, ba tôi đâu? Dạ em xin lỗi, em đã cố gắng thuyết phục hết sức nhưng mà bác không chịu lên là không chịu lên à. Ba tôi có nói gì không? Bác nói bác ở dưới khỏe, ông chủ khỏi phải lo. Giao cho có nhiều đó việc cũng không xong. Dạ tại... Tại bị cái gì? Làm mua dịch quay quá trời luôn. Mấy cậu đi về đi. Dạ. À khoan đã. Cô Hồng, chia bớt ít dịch quay cho cậu đem về. Chứ ở nhà này có hai người ăn gì hết. Dạ. Anh đi thôi.
xe xuống tận nơi đó cũng không lên sao? Biển cương lá rơi thu hà em ơi, đường dài mịt mùn em không đến nơi. Hát hay quá ha. Hay không bác? Bỏ bớt về nhà tôi là tôi đường đàn đó. Nè chả lại như cũng bóng nữa rồi. Cái gì vậy con? Má. À, con mới về hả con? Dạ. Con hỏi coi anh ăn gì không? Con làm cho anh ăn đi con. Ăn được mới lạ bác. Tối hôm qua ông cũng xỉn như vậy nè. Nhiều chuyện quá mày. Lấy cho tao ly nước coi. Dạ. Trung à. Dạ. Má thấy con sao vậy con? Sao lúc này con sai hoài nè? Mà mấy bữa nay nè, lạ lắm nha. Sai cái gì mà đến nỗi không biết cái gì hết trơn hết trọi à? Có chuyện gì vậy? Nói má nghe coi chuyện gì vậy con? Không có gì đâu má. Tại lâu ngày gặp lại mấy đứa bạn cũ, vui quá nên uống hơi nhiều vậy mà. À, bác vui mà cái mặt bí xị một đống luôn. Thôi nghe mày. Má. Cái gì con? Tối rồi, má lên phòng nghỉ đi. Con ngồi đây một lát con lên. Nhưng mà con nhớ uống ly nước này cho nó tỉnh nha ông con. Dạ. Rồi tỉnh rồi lên phòng ngủ nha ông. Đây con cầm cho. Kệ ông đi bác, bác cứ đi ngủ đi. Ông lớn rồi. Từ từ thôi. Thêm á. Rốt cuộc mày đang làm gì vậy Trung? Cô ta có đáng không? Ôm. Không ngủ đi, ngủ tiếp, ra đây làm chi? Dạ con quen rồi nội ơi. Với lại buổi sáng vậy trời mới đẹp, sao con bỏ lỡ được? À nè con ở chơi đường từng không? Dạ không, con chỉ ở được có 3 ngày à nội, tại con phải đi làm nữa. À thôi, cố gắng lên nha con. Dạ. Bà nội ơi. Ơi. Hôm qua con nói chuyện với ngoại á, xong con thấy nặng lòng quá. Sao lại nặng lòng? Con phải thông cảm cho ngoại con chứ. Nội cũng như ngoại đều muốn gia đình mình càng ngày càng vui vẻ như là lúc trước đó con. Mà ba con thì... Con cũng vậy, nhưng mà biết làm sao được hả nội? Con cũng muốn về thăm ba lắm. Con nghe chị Hồng nói ba bệnh bữa giờ. Yên tâm, con Hồng đã gọi điện cho ông rồi, nó kể hết cho ông nghe. Ba con bớt bệnh rồi, khỏe rồi, đừng có lo. Vậy hả? Là con với nội bỏ ba đi vậy có quá đáng không nội? May mà có chị Hồng lo cho ba, nếu không thì... Ba con trước đây muốn cho gia đình tốt hơn, lo mật ăn để gia đình được khá giả. Đến khi khá giả rồi, ba con vẫn lao vào kinh doanh không kể mệt mỏi. Đồng tiền vô càng nhiều thì sự quan tâm đến gia đình nó càng ít đi đó con ạ. Bây giờ kinh doanh và kiếm tiền là mục đích sống của ba con.
Ba con ở trên đó, có chuyện gì cần có chị Hồng chăm sóc. Con nội đây có một mình à. Đau bệnh thì sao hả nội? Ồ, lo không khí ở đây trong lòng là hợp với nội, với lại con ngại con nè, hàng xóm nè, lo chi, thấy không? Với nội á là thầy thuốc trị bệnh, có sao mà nội bệnh cho được mà lo. Tới giờ rồi, nội phải ra mở cửa khám bệnh cho người ta. Con phụ với nội nha, thôi thuốc tiếp ha. Dạ. Chào anh. Chào mọi người. Chào em. Chào chị. Sao rồi? Hôm nay công việc có gì mới không em? Dạ, vẫn chưa có gì mới chị. Chờ một chút nữa công trình nó phản hồi thì mình mới chạy tiếp. Mời em ăn xin cơm nè. Dạ, em cảm ơn chị. À, chị quên nữa. À, chị dự định là sẽ mượn em mấy cái hồ sơ của nhân viên không gian. Dạ, chào chú. Wow, hôm nay trông giám đốc có vẻ trẻ trung quá ha. Chào chú. Chào cháu. Đi làm ăn mặc như đi chơi, màu mè sặc sỡ. Em dạ. Lúc nãy chị vừa nói là muốn mượn em hồ sơ của nhân viên công ty mình á, cho chị mượn đi. Dạ, chị chờ em chút nha. Dạ đây. À, cảm ơn em. Ủa? Sao chị? Có bao nhiêu thôi đó hả? Dạ không, có bên đây nữa nè chị. Đây là toàn bộ tất cả các hồ sơ từ bảo vệ cho đến công nhân của các công trình đó. Sao? Chị đổi ý rồi hả? Không có. Tại vì chị muốn tìm hiểu tất cả nhân viên của công ty mình vậy thôi. Không có gì đâu. Dạ, vậy được rồi. Để một lát nữa em sẽ gửi toàn bộ qua mail cho chị. Còn bây giờ để em đi gửi cái này cho bên nhà thầu. Chào chị. Ok, cảm ơn em. Dạ. Alo, tôi nghe. À, giải quyết vậy là tôi thấy ổn á. Ừ, cứ vậy mà làm đi. À, còn chuyện bên ngân hàng Phúc Khang sao rồi? Dạ, tại em chỉ dừng ở chỗ tham vấn về hợp đồng kinh tế nên cũng chưa nắm bắt được nhiều thông tin anh. Dạ, thôi cố gắng thu xếp chuyện bên đó nha. Nè, tôi có cảm giác là thằng Khang nó có vẻ không thích tôi lắm đó nha. Ờ, rồi, vậy ha. Vô đi. Dạ thưa chú, ký giùm con cái này ạ. Cô Xuân, sáng nay cô làm gì? Dạ, chỉ đang xem hồ sơ của các nhân viên trong công ty ạ. Chị ạ? Dạ, tại sáng nay không có chuyện gì làm cho nên chỉ muốn biết thêm thông tin của mọi người. Dạ, chắc cũng được. Thank you.
Dạ, con nghe nè chú. Nhưng liệu có quá sớm không chú? Cổ vừa... Dạ. Dạ con biết rồi. Dạ. Mình phải làm sao đây? Chị Hoa à? Dạ. Chị à, cho em hỏi thăm chút việc đó. Theo chị á, thì tranh của Lan có thể đoạt giải cao trong cuộc thi sắp tới không? Nhìn này thì khó đoán được em à. Lan thì có khả năng đó, nhưng mà cũng có rất nhiều người có khả năng giống Lan, nhưng họ không nổi tiếng được vì họ còn non tay. Để xem Lan đầu tư cho bức tranh của mình như thế nào đã, rồi mới tính thường em à. Dạ. Dạ, vậy thôi nha chị. Cảm ơn chị. Chào em. Thực ra anh ta là ai? Vào đi. Sao mà chị thẫn thờ như vậy? Chị đã xem hết hồ sơ gửi email chưa? Đây là một số hồ sơ bổ sung cho chị nữa nè. Chắc đúng ý chị rồi đúng không? Thực ra nãy giờ chị cũng xem nhiều lắm rồi, nhưng mà chưa thấy ai đặc sắc hết. Cũng hơi buồn. Là sao chị? Không có gì hết. Tại vì chị đang tìm một người có trình độ cao chút xíu để nhờ tư vấn cho tài chính của ngân hàng. Anh hai chị không có gì hết. À, vậy mà chị không chịu nói sớm. Em gửi cho chị một số hồ sơ tuyển dụng, biết đâu chị tìm được ai thì sao? Hồ sơ tuyển dụng? Dạ, công ty mình thường tuyển dụng và giữ hồ sơ. Nếu có việc gì cần thì lấy ra và chọn lựa. Vậy thì anh ấy cho chị mượn liền đi. Dạ, để chú mình gửi qua mail cho chị nha. Ok, cảm ơn em. Anh kia, đi đứng gì kỳ cục vậy? Sao nhìn mặt em hôm nay căng thẳng quá vậy? Có gì đâu. Em nói rồi đó, chia tay là chia tay. Bây giờ giữa em với anh chỉ công việc thôi. Anh cười cái gì vậy? Anh ơi dừng xe đi anh. Bây giờ anh đi tiếp khách một mình đi. Em đi về đi. Thôi mà, cho anh xin lỗi đi mà. Anh cứ chạy tiếp đi. Em đừng có giận anh nữa. Chút xíu nữa anh sẽ cho em một bất ngờ. Bất ngờ? Tối cô ngủ không được,
ho nhiều, nhức mình mẩy. Sáng thì nóng, chiều thì ớn lạnh, ăn không được. Của bệnh này khoảng là trên 6 tháng rồi phải không? Dạ, cảm ơn cô. Ủa, anh nhận em đi đâu vậy? Anh có món quà bất ngờ tặng cho em. Cái gì vậy? Em lại hồi hộp quá à. Em mở khóa đi. Em thấy sao? Nhà này đẹp quá à anh ơi. Đẹp hả? À, cái này coi như là anh tặng cho em để chuộc lỗi. Được chưa? Anh nói là anh tặng cho em hả? Ừ. Vậy là nó là của em hả? Thì dĩ nhiên nó sẽ là của em. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Trời em vui quá. Từ đây về sau em sẽ là chủ nhân căn nhà này. Vui không? Về sớm vậy? Hôm nay không qua nhà chú Hoàng hả? Liên quan gì tới anh? Hôm rồi em cũng rảnh rỗi quá, vô công ty điều tra nhân viên. Rốt cuộc em muốn điều tra cái gì? Chuyện đó thì có liên quan gì tới anh? Tại sao lại không liên quan? Xuân à, nghe anh nói nè, em điều tra bên ông Hoàng, tìm những chứng cứ làm ăn phi pháp của ổng đi, chắc chắn ba sẽ rút vốn đầu tư vô ngân hàng, em sẽ có cổ phiếu cổ tức cũng giống như mà một cổ đông vậy. Suy nghĩ kỹ là nha. Ok, tôi cũng nói cho anh biết, trừ những lúc có ba ra, còn lại mong anh đừng làm phiền tôi nữa. Ok. Chắc chắn là Lão Trọng mách lẻo chứ không ai khác hết. Thank you.
Em nghĩ là chắc bọn đi vô hay với đại gia nào rồi, làm gì có thời gian nói cho anh đúng không? Nếu không có gì mờ ám thì tại sao cô ta không bắt máy? Tại sao mình phải lo lắng cho cô ta? Cô ta đi đâu thì mặc kệ, kế hoạch cô ta quyết rồi. Tại sao? Cái gì vậy Trung? Dạ, dạ không có gì đâu má. Con làm rớt cuốn sách thôi. Má ngủ đi. À, lượm lê lại cẩn thận nha con. Dạ. Mọi thủ tục đã hoàn tất. Cảm ơn anh. Cố gắng sống tốt sau khi ra trại nha. Dạ, cảm ơn anh. Thôi được rồi, mình về nha. Dạ. À, anh Trọng, bây giờ em có thể đi gặp chú Hoàng được không? Anh cứ dặn tôi á, anh cứ về nghỉ ngơi. Khi có điều kiện thuận lợi, anh sẽ gọi điện cho anh. Bây giờ anh lu bu công việc. Dạ. Anh thấy sao? Có đúng như lời giới thiệu của em không? Phải công nhận là anh tài thật. Khu đất này nằm ở một vị trí rất là đắc địa. Tôi rất là thích. Em đã nói rồi, em tên là Bình. Cái chuyện gì dù lớn cách mấy mà đưa qua tay Bình cũng thành chuyện nhỏ thôi. Cái quan trọng đó là chi phí quay hồng cho anh chứ gì. Trong làm ăn tôi không để cho ai thiệt thòi đâu, anh yên tâm. Em chịu anh là cái tấm đó đó. Anh hay nói thẳng lắm, nhưng mà không mất lòng, rất được lòng. Em nói thiệt nha, nói chung là anh hứa là nhớ giữ lời. Sau khi ký hợp đồng miếng đất này, tôi chi phần trăm cho anh liền, yên tâm. Tất nhiên rồi. Xin phép, em có điện thoại. Alo. Lên, lên. Dạ. Anh thấy sao anh? Lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy nó. Thế cầm về sắc cho bà xã uống. Uống thuốc thì phải nhớ uống cho đều đặn thì mới mau khỏi bệnh. Con cảm ơn bác sáu. Hôm nọ con đi về em mới về. À, con chào chú. Ủa, con này là con Lan, con của anh Hoàng phải không bác Sáu? Nghe nói con là họa sĩ vẻ đẹp lắm phải không? Dạ,
Nhưng mà tay nghề con còn kém lắm chú ơi. Năm ngoái ba con về đây nè, nhậu với chú khen con nhiều lắm á, con đừng có làm phụ lòng ba con nha. Dạ con cảm ơn chú. Thôi chú về, con chào bác Sáu về. À sao con, bữa nay ra ngoài có vẽ được cái phong cảnh nào đẹp không? Dạ con ra đồng lúa đẹp lắm nội. Ừ, tới giờ ăn cơm rồi, đói bụng rồi, đi con. Mà nhớ bữa nào rảnh rỗi cho nội xem tranh của con đó nha. Dạ. Anh thấy đỡ chưa? Hay để em đưa đi bệnh viện nha. Ừ, hay là anh ngồi dậy ăn miếng cháo đi. Thôi, em cứ để đi, lát anh ăn. Đàn ông sống độc thân quen rồi. Vậy thì anh cưới vợ đi. Để em đi lấy thuốc cho anh uống nha. Ê anh ơi, không được vô phòng giám đốc đâu, khi chưa có hẹn. Hẹn cái gì? Cô cứ vào nói tôi là Tuấn, ông Hoàng sẽ mở cửa cho. Không được đâu, hôm nay giám đốc có cuộc hẹn quan trọng lắm, có gì tôi sẽ báo sau. Anh không được đâu anh. Có chuyện gì vậy? Dạ chú, anh này cứ khăng khăng đòi gặp chú, con đã cản rồi nhưng mà. Thôi được rồi, cô đi lo việc của cô đi. Ngồi em. Tới gặp anh có chuyện gì không? Có thuốc. Ông Hoàng. Em muốn trở lại công ty làm việc. Tuấn à, ở đây nó không phải là cái chợ, đúng ra là ra, vô là vô. Với lại hoàn cảnh của cậu cũng vậy, rất khó mà sắp xếp công việc cho cậu. Tôi đã bố trí cho cậu một cái việc làm ở chỗ phân phối vật liệu xây dựng. Thôi thì cứ yên tâm làm việc ở đó đi, vậy ha. Nhưng công việc đó không có phù hợp với em. Anh Hoàng, em xin anh á, hãy cho em về lại công ty làm ở vị trí cũ, làm trợ lý kinh doanh cho anh. Cậu phải hiểu một điều là không có cái công ty nào nó dám giao bất cứ một cái công việc gì quan trọng cho một người đã có lý lịch là tiền án tiền sử như cậu cả. Anh nói vậy là sao hả anh Hoàng? Cái này là anh nói buồn anh chịu thôi. Mà vấn đề nó là vậy. Không. Chính anh cũng đã nói giúp đỡ em rồi còn gì. Bây giờ anh chửi mặt là sao? Anh đừng có quên, em tù tội là vì ai? Vì ai? Sao lại lớn tiếng với anh vậy? Ê, định gây áp lực cho anh à? Thôi được rồi, nguyện vọng của cậu thì anh sẽ nghiên cứu và giải quyết nha. Thông cảm cho anh, công chuyện của anh lúc này nó lu bu quá đi ha. Anh hứa với em rất là nhiều lần rồi, bây giờ em cũng không thể chờ đợi được nữa, em hết kiên nhẫn rồi. Ôi, anh hứa là anh sẽ giải quyết mà. Còn bây giờ anh có một cuộc hẹn phải đi tiếp khách, vậy ha. Đúng rồi. Anh em mình gặp lại nhau sau nha. Nhưng mà. Nhưng nhị cái gì nữa? Tôi nói cậu về thì cậu về đi, tôi sẽ giải quyết mà. Dạ, em về. Tò ghê, dám chống đối cả.
Thank you. Alo, khách sạn Thi Phát Ý xin nghe ạ. À, tôi là người nhà của Lan. À, có Lan ở đó không em? Dạ, Lan xin nghỉ phép mấy ngày hôm nay rồi anh ơi. À, Lan xin nghỉ phép tới bao giờ vậy? Đáng lẽ là hôm nay là cô Lan phải đi làm việc lại rồi, nhưng mà giờ này vẫn chưa thấy đến anh. Vậy à? Anh cảm ơn nhiều nha. Tại sao mình phải lo lắng cho cô ta? Chẳng phải cô ta chỉ là... Lẽ nào? Con lại nhớ ba con rồi hả? Ngày mai con phải về lại Sài Gòn rồi ngoài. Biết. Ngoại biết con về rồi con sẽ đi. Nhưng sao ngoại nhờ cho việc của con quá à? Ngoại, trước giờ con đâu có làm cái gì cực khổ đâu. Vậy mà hay là con nghe theo lòng ba con rồi về nhà. Ngoại biết ba con nó thương con nhiều lắm. Không được đâu ngoại. Hội họa là đam mê của con. Nó đã ăn sâu vào máu của con. Là ước mơ cả đời của con đó ngoại. Con không có từ bỏ nó được. Ngoại không có ngăn cấm con. Nhưng có điều á, là con phải thấy cái gương trước mắt là mẹ con. Nó không đem lại hạnh phúc cho con đâu Lan à. Con với ba bất đồng ý kiến cũng vì suy nghĩ đó đó ngoại. Nhưng mà ngoại yên tâm đi, con sẽ khác mà. Con tin là hội họa sẽ đem lại cho con một cuộc sống tốt. Con giống mẹ con ở cái khoảng cứng đầu. Ngoại nói gì nó cũng không nghe. Muốn làm gì thì nó làm cho bằng được. Chả trách. Không phải đâu ngoại. Con không có mẹ đâu ngoại. Mẹ con đã chết từ lúc con nhỏ lắm. Đứa mình về sống chung với nhau. Căn nhà này cần có người phụ nữ để yêu thương và chăm sóc. Em không thể. Anh hiểu cho em. Anh sẽ chờ em. Anh sẽ chờ em cho tới khi nào em gặp lại con. Bây giờ anh chỉ cần em hứa với anh thôi. Không được. Mình đã chờ một cái ngày được gặp lại con. Không thể để tình cảm chi phối mình được. Dù nó trách mình thì sao?
con gái yêu của mẹ. Không có giây phút nào mẹ không nghĩ đến con. Mẹ gặp con từng ngày từng giờ.